Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Odyssey phiên bản 110 mới nhất của năm 2023. Và ngày hôm nay thì mình đang quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Để có thể review một cách chi tiết cụ thể về mẫu xe cũng như thông báo giá trong thời điểm cuối tháng 6 của năm 2023. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới mẫu xe ở đây, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình các bạn nha. Đây là phiên bản cao cấp nhất, trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc ngàm phanh này, giảm sóc phía sau và logo được sơn màu đỏ để tạo ấn tượng cho cái mẫu xe này. Đi cùng với đó là một màu sắc xanh lưng đậm rất đẹp luôn. Hiện tại mẫu xe này cũng chỉ có vỏn vẹn 5 màu sắc mà thôi, trong đó phiên bản tiêu chuẩn trang bị hệ thống màu sắc đỏ đen, phiên bản đặc biệt màu đen nhám trang bị hệ thống phanh đĩa vành nan hoa và phiên bản phanh đĩa vành đúc trang bị 3 màu sắc là đỏ đen, trắng đen và xanh đen là xanh đậm các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Tổng thể thiết kế của nó nhìn thoáng qua rất giống mẫu xe Honda Winner V1 trước đây bởi sự gọn gàng này, nhỏ nhắn của nó các bạn nha. Hệ thống đèn sử dụng bóng halogen 100% luôn. Các cái vị trí khe thoát gió tạo cảm giác rất là cơ bắp và đẹp. Đây các bạn có thể nhìn cận cảnh và chi tiết. Đây cũng là một mẫu xe có doanh số bán ra rất cao trong rất nhiều năm trở lại đây của hãng Honda các bạn nha. Chỉ đứng sau dòng xe Honda Way Alpha mà thôi, thuộc dòng xe số phổ thông đến từ nhà Honda. Với mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình đang có khối lượng bản thân của xe là 99kg. Trong đó phiên bản nhẹ nhất là phiên bản trang bị hệ thống phanh cơ vành nan hoa là 98kg các bạn nha. Đi cùng với đó là khoảng sáng gầm xe 135mm. Độ cao yên xe là 760mm, nó rất phù hợp với vóc dáng người nam chúng ta. Dung tích bình xăng là 4 lít. Kích thước lốp trước 70/90/17, lốp sau là 80/90/17. Phuộc trước ống lồng giảm chấn thủy lực, phuộc sau lò xo trụ giảm chấn thủy lực. Logo đích này, rồi phuộc này được sơn đỏ nhìn tạo cảm giác nổi bật hơn các bạn nha. Các bạn theo dõi cho mình một chút ở phần đuôi xe. Với thiết kế hệ thống đèn hậu phía sau và đèn xi nhan được tích hợp chung với nhau tạo ra sự gọn gàng cho mẫu xe này. Nhìn thoáng qua cũng rất giống mẫu xe Honda Winner V1 trước đây. Bởi mẫu xe Honda Winner V1 cũng là một mẫu xe có cái độ gọn gàng của nó nhất định các bạn nha. Mặt đồng hồ chứa đựng đầy đủ những thông tin thông số để người lái có thể dễ dàng quan sát, loại bỏ đi nút bật đèn pha và chìa khóa hiện tại cũng trang bị chìa khóa 4 trong 1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Mở yên xe các bạn chỉ cần ấn chìa khóa vào thôi là các bạn có thể mở được yên xe rồi. Cũng rất là đơn giản, tăng một cái tính tiện ích rất là lớn cho cái mẫu xe này. Hiện tại mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình trang bị loại động cơ xăng 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng không khí, sản sinh ra công suất tối đa 6,46kW tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại của mẫu xe là 8,7Nm tại 6.000 vòng trên phút các bạn nha. Với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe chỉ 1,7 lít trên 100km mà thôi, tiết kiệm xăng hơn cả mẫu xe Honda Way Alpha và Honda Blade trong thời điểm hiện tại. Dung tích cụ thể là 109,2cc. Với tỷ số nén là 9,3:1 thì mẫu xe này các bạn chỉ cần đổ xăng A92 làm nhiên liệu cho mẫu xe này là ok rồi. Các bạn lưu tâm lưu ý cho mình trong thời điểm hiện tại. Với mẫu xe Way RX 110 FI của năm 2023 ở đây, màu sắc xanh lưng đậm rất đẹp các bạn nha. Mình quay rất chậm và chi tiết góc độ để các bạn có thể nhìn ngắm trên mẫu xe này để có thể đưa ra quyết định lựa chọn cho mình. Và bản thân mình cũng thấy rằng cũng có tham khảo từ đại lý thì cái màu sắc xanh lưng đậm này và màu sắc đen nhám này và phiên bản màu trắng đen là ba màu sắc được lựa chọn rất nhiều trong thời gian vừa qua với mẫu xe Honda Odyssey này các bạn nha. Sau đây thì để các bạn có thể theo dõi chi tiết hơn, mình sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm cuối tháng 6 của năm 2022. Để những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Hiện tại phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là phiên bản đang có mức giá bán cao nhất trong thời điểm hiện tại. Cao nhất trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Với mức giá bán đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu, với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Hiện tại mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình được bán với mức giá bán là 26.200.000 đồng. 26.200.000 đồng giá bán bao gồm thuế VAT, chỉ cho bao gồm đăng ký mà thôi. Đăng ký các bạn cộng thêm cho mình nha. Ở huyện là 900.000 đồng, ở thành phố là 2 triệu. Trong khi đó phiên bản màu đen nhám trang bị hệ thống phanh đĩa vành nan hoa giá bán hiện tại là 24 triệu, rẻ hơn 2.2 triệu. Đăng ký ở huyện là 900.000 đồng và đăng ký ở thành phố cũng là 2 triệu.
Và cuối cùng là phiên bản phanh cơ vành nan hoa với màu sắc đỏ đen, giá bán hiện tại thấp nhất là 22.800.000 đồng. Đăng ký cũng tương tự 900 ở huyện và 1.700.000 ở thành phố. Các bạn lưu tâm lý cho mình như vậy về mức đăng ký nha. Vì giá bán mình báo với bạn đây là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ cho bao gồm đăng ký mà thôi. Đăng ký các bạn cộng thêm cho mình hộ khẩu ở huyện, các bạn cộng thêm 900. Hộ khẩu ở thành phố tùy theo từng phiên bản, các bạn cộng thêm cho mình từ 1.700.000 đến 2.000.000 trong thời điểm này các bạn nha. Trong thời điểm cuối tháng 6 của năm 2023, cụ thể ngày hôm nay là 19 tháng 6 của năm 2023, để gửi đến các bạn cùng tham khảo về mẫu xe Honda Grady phiên bản 110 mới nhất của năm 2023 ở đây. Thiết kế rất trau chuốt và đẹp, màu sắc cũng rất là trẻ trung và phong cách. Tuy ít màu sắc thôi nhưng mà mình thấy rằng những cái màu sắc của năm 2023 này toát lên một vẻ thể thao phong cách với những cái logo sport được làm in nổi rất đẹp này, rồi làm to bảng này. Logo đấy kìa, được sơn màu đỏ nhìn cực kỳ cuốn hút, đi cùng với đó là cái màu sắc xanh linh động lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe WFI này các bạn nha. Trước đây là những cái màu xanh nhưng mà màu xanh khác cơ, có lúc là màu xanh dương này, có lúc là màu xanh tím này. Các bạn lưu tâm lý cho mình một cách cụ thể thông qua video ngày hôm nay. Và đây là một mẫu xe cũng là tiết kiệm nhiên liệu nhất trong tất cả những dòng xe số phổ thông trong thời điểm hiện tại ở phân khúc 110 phân khối. Đó là toàn bộ nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ trực tiếp với bạn thông qua video này về mẫu xe Honda Grady để các bạn có thể tham khảo cũng như hy vọng giúp ích các bạn trong việc lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý nhất và phù hợp nhất. Cảm ơn các bạn của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Sức Đất các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.